Cái gì, cái u rồi đấy, chưa gì đã định về đốt mình rồi. Từ đập đá không cần phải thật mạnh. Nó cũng không bỏ cái gùi xuống cho nó làm cho nó đàng hoàng một tí cơ ạ. Đấy, nó nứt ra, nó nứt ra. Đừng 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 ở gần nhé, không sợ cái búa nó ấy. Cái búa này nó đấy, nó vẫn chết này, nhưng mà cổ nó gần như thế, cổ khác như này bị nước khác rồi. Chắc phải đập cái miếng đấy lệ ra thật đấy. Ui. Đấy, thủng ở đấy. Để thầy, thủng bên trong rồi đấy. Đâu đâu để anh xem thửa đá này. Chắc ở bên trong. Ở trong dưới này cứ tưởng từ này cứ tưởng nó có đất, nó có đá đấy. Thế tôi nghĩ cái hòn đấy là hòn mồ côi ấy. Có khi cậy lộn cả cái hòn đấy ra không nên. Chỉ có đập vào đến đấy là lấy rồi. Bên dưới đá. Bây giờ đất thì được ngon rồi. Em mà đập được. Đúng rồi, đập cái nào. Đập được. Không được đâu, đập thôi. Đầu xuôi đuôi mới lọt thôi. Từ từ đất nó luôn chúng mẹ rồi em ơi. Để em. Đây chúng rồi. Lấy đèn rồi thôi. Đào vừa chạm đến. Vừa chạm đến. Thấy không? Thấy ong không? Mình đào thấy đất chặt chặt là mình nghi rồi. Bắt đầu đào nó tơi lắm. Bắt cái tổ này là vất vả đấy, đập đá không vỡ thì cuối cùng anh em phải chọn phương án là đào. Em có tổ đập hết một ngày đấy. Ôi rồi mà những tổ đấy đông, lấy được mấy lít cơ. Võ công đập. Nhưng mà tổ này mình nghĩ là cũng bé thôi, tại vì nhìn cái số lượng quân như này. Quân là ít thật. Mẹ tổ đất nó vào mật. Đấy. Từ môi đất ra. Hả? Đầy mật á. Thế là đào đất ra, đợi anh. Thế đào cho nó đẹp vào. Làm sao mà để chỗ cái đầu mình chui vào đây này nó thoáng một tí. Đào cái chỗ để ngắn đồ.
Ui, quả này nó mới ấy này. Chúng tổ quả này nó mới bay nhiều kìa. U ở trong ấy. Giá phải ít quân đâu ở trong cái u như cái mưa bay ấy nhỉ. Đông mà. Ủa trong một mụ cối. Ừ. Bây giờ nó đéo ra được cái đường kia rồi, mình vít đường kia rồi. Mẹ nếu mà ông kia chịu khó đào chắc đến thật đấy nhỉ. Ông kia chịu khó đào trên kia. Ừ. Đéo đến đâu, cái chìa đá nó ăn vào trong kìa. Ông phải đào từ chỗ này thôi. Ừ, đào từ chỗ này thì mới đến được. Ui quả này mẹ nó bắt đầu ra đường kia đã. Cái tổ đấy em bảo không lẽ ai lấy được đấy. Bắt chưa? Bắt được. Không bắt được. Có vị ngọt không? Ngọt lắm, đoan mật mà. Ừ. Đây, sau bao sự cố gắng lấy hoáy của hai anh em thì hai anh em thợ thì bây giờ chính thức rồi. Thành quả ai không lỡ lúc này đấy mọi người. Ừ. Ôi đùi, mật nhiều này á? Cắt bớt. Để. Anh. Ừ. Mật đẹp nhỉ? Mật đẹp đấy. Nó nhiều nhỉ? Bảo ông ơi đừng đốt, anh quay cam là được. Con dao kia đâu anh nhỉ? Kia thấy con dao to đấy. Xịt một phát ra. Em vừa để con lên anh lại cho xuống rồi. Lũ kia mật nó chảy ra kìa. Cắt ấy đi, cắt đất đi. Cái đấy cho xuống luôn đi sạch. Úi giời mật kìa, mọi người nhìn mật kìa. Sướng. Yên tâm. Úi giời, mấy cái tổ này. Mấy tổ dưới kia chắc nhiều lắm nhá. Ừ. Qua cái địa thế nó lấy khó quá, nó rộng thêm 50 phân vuông nữa thì có phải là mình làm dễ không? Nó không rộng thì... Mọt lôi mật lên mọi người này, chỉ thế này mà. Từ để anh lấy nét lại cho mọi người xem, mọt lôi. Ngửa ngửa cái đầu kia là đại, là đầy đầy cái mật này. Sướng nha. Ồ lô. Mấy nhê. Ồ lùi kia nó nhìn nó rơi mấy hạt thì phí quá. Cho trong số thì cắt cái chỗ ấy thì cho trong số là luôn. Ừ. Mật. Anh phải sạch nữa. Anh phải sạch nữa. Để bên này cắt cái chỗ bẩn đi. Mà cứ lấy nước kia rửa đi. Anh phải ấy đi, anh đưa cho miếng ngại anh ấy luôn. Đúng rồi. Nó nát, nó chảy mật ra nó lại dính đất vào ấy. Mà cứ rửa đi này, tí xuống kia lấy. Sao là tiếc cái gì cái nước đá đấy. Mang đi để uống nhưng mà không uống là ta nhìn thấy ta chả uống rồi. Nhìn thấy mật này đã thèm lắm rồi. Ta luôn công nhận ấy nhỉ. Đẹp cái tổ này. Nhìn cái hố này mà mấy thế. Hả? Ừ. Đâu nhìn mọi người nhìn cái mật này đây này. Đây mật luôn. Đúng là tháng 3 mùa con ông đi lấy mật. Người già người ta nói không sai đâu mọi người ạ.
Năm nay nó mưa nhiều ấy, nếu không mật khiếp lắm nha. Đấy anh em đi xem đi, ong lên lên rừng lấy ong vất vả này. Tổ này còn mang về còn mệt ấy. Ừ. Vân Yến. À lối. Một tổ ấy, có tổ đông lắm. Ừ. Có như miếng nào ra miếng đấy luôn kìa. Đây này. Ui giời ơi mật. Thích nhỉ. Nó lúc nó chảy đi nhiều quá đã. Đây để đảm bảo có những giọt mật sạch nhé, về đến tay người tiêu dùng ấy. Anh em thợ rất là cẩn thận luôn, người ta chỗ nào hơi bẩn một tí người ta đã bỏ luôn từ khâu đầu rồi. Đi đi rừng bắt người ta có phải là tiếc tiếc gì từng hạt mật đâu. Đây này mọi người xem, chảy dòng dòng ướt hết quần áo kìa, vẫn vứt đi thôi để đảm bảo có những giọt mật sạch đến người tiêu dùng, không phải đơn giản đâu. Đấy thịt nhề cái miếng mật chỗ đấy là một miếng như thế được 1 cân không? Cứ làm sao nếu mà một tổ hôm nay đi đánh một tổ mà ví dụ bình thường có bao giờ mang cái số này đi bé không nhỉ? Bé thật. Hả? Ui dồi. Xếp cho nó từng miếng, từng tầng đúng không? Nhìn này, úi rồi, đây, mọi người xem mật ong nó như thế này, này. Đầy đầy tất cả cái luôn này, úi rồi. Do cái tổ này nó kề sát với đất đấy mọi người, nên là lấy nó làm cái chỗ cái gốc mật của nó, nên là mọi người sẽ cắt đi để đảm bảo có mật sạch cho anh em dùng này. Đây là nhìn thế này. Nói chung là hôm nay mình đi với anh em mà để review để mọi người cùng xem thôi. Nếu mà có mình có bị đốt vài chục cái chắc cũng xứng đáng mất. Úi dồi ôi, đẹp nhỉ. Đấy, miếng nó sạch. Sắp đầy xô mọi người, mình đang nghĩ là cái xô này nếu mà mang đi mà bé vào hôm nay đi đánh mấy tổ, cái này không biết lấy cái gì mà đựng này. Lá chuối thì không gói được. Vẫn là túi gì? À đồ. Nhìn nó chảy ra sót được tròn mật vàng. Ừ. Úi dồi mọi người, cái tổ này mẩy quá mọi người ạ. Trời nó đốt, nó bấu tôi kìa. À lâu, cái tổ này đúng là thật sự. Do mình không được trải nghiệm nhiều ấy, nên là mình không biết, còn anh em thấy anh em bảo như thế là cũng được. Ôi dồi ôi. Mật. Úi dồi. Gió. Cho. Được ở cái vùng mình ấy mọi người. Cái thời gian vừa rồi nó mưa nhiều quá, nó mới nắng được có mấy ngày hôm nay mà ong nó đã mẩy như thế này rồi đấy. Úi giời ơi, mật. Hôm nay video tổ này đánh khó mình sẽ để dài một chút nhé. À, mọi người theo dõi cuối cái đoạn mô tả mình sẽ để cái số điện thoại của cái người ta đi đánh ong rừng này. Nếu mà anh em có nhu cầu mua về dùng mật nó tự nhiên, mật chất lượng này thì mọi người hãy gọi đến cái số đấy để mà làm giá thỏa thuận cũng như kiểu là dịch vụ để ship hàng nhé.
Ôi giời, tổ này thích nhỉ, mày thật. Bé dần rồi. Bé dần rồi. Nhưng mà luôn mật nó chảy đi phía chưa? Ăn lùi. Lao đi, đây này. Hát. Còn đang bẩn hết đâu, chứ nào lao rồi. Chết thôi, con số bé. Cắt gọn gọn cho nó xếp xuống cho nó gọn. Cái số bé quá. Ui giời, cái tổ ong. Đây này, mọi người nhìn mật này. Ui giời. Bắt mẹ hai em lên. Nó tơ nó vừa đi ngoài đến bây giờ nó đang để trứng mà. Ừ. Hết rồi. Ừ, hết rồi. Cái đấy nãy nó đang quạt miếng này rồi. Ấn đâu miếng mật rơi ầm ầm. Đây là thành quả của anh em tôi nha, mời đồng chí Hưng lật ra cho anh em xem nè. Ui giời, một số luôn. Thế nhá, tổ này mình chỉ ghi hình đến đây thôi, còn cái ong này thì người thợ người ta sẽ để lại và bảo quản lại để cho nó có một cái nguồn lợi ong rừng ấy. Nên là người ta sẽ không đánh bắt con mẹ đâu nhé mọi người nhé. Đây cũng là một cái làm khai thác bền vững với rừng ấy mọi người nhé. Đây mình có thể cho mọi người xem lại cảnh toàn bộ khu rừng ở trên này đây. Đây núi cao lắm, chả biết đường nào mà miêu tả được, hang đá hang đốc như này này. Đấy là mọi người nếu mà có theo dõi kênh thì nhớ tặng cho mình những lần subscribe nhé, để đón xem nhiều các clip khủng hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.